Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 9, một chiếc trực thăng của Ukraine trong chuyến bay huấn luyện quân sự đã bị rơi, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong một bài đăng trên Facebook, Đại học Không quân Quốc gia Ukraine viết, trực thăng Mi-2 thuộc biên chế Lữ đoàn Đào tạo Hàng không đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện. Chúng tôi đã chịu tổn thất không thể bù đắp, đó là hai thành viên tổ lái thiệt mạng trong sự việc. Tuy nhiên, đơn vị này không tiết lộ địa điểm xảy ra vụ tai nạn và không tiết lộ danh tính hai phi công. Đại học Không quân Quốc gia Ukraine thông tin thêm rằng, các nhà điều tra, chuyên gia chuyên ngành và chuyên gia của Ủy ban đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới người thân và bạn bè của những người đã khuất. Bên cạnh đó, Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng khẳng định sẽ cung cấp thông tin để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại Đại học Không quân Quốc gia Ukraine trong hơn một tháng qua. Trước đó vào tháng 7 vừa qua, một học viên năm nhất của trường đã thiệt mạng trong chuyến bay huấn luyện máy bay K-10 Swift do Ukraine sản xuất. Vụ tai nạn này cũng xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Ukraine thông báo một máy bay tiêm kích F-16 đã bị rơi khi đang chiến đấu khiến phi công điều khiển tử nạn. New York Times mới đây đã dẫn lời hai quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine rơi hôm 26 tháng 8 có thể không phải do bị bắn nhầm. Các nhà điều tra của Mỹ và Ukraine đang nghiêng về các giả thuyết như lỗi phi công, trục trặc kỹ thuật. Theo đó, máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine bị rơi hôm 26 tháng 8. Quân đội Ukraine sau đó xác nhận máy bay này rơi khi đang cùng với các tổ hợp phòng không của Ukraine đối phó cuộc tập kích lớn chưa từng có của Nga. Vụ việc khiến ông Alexei Mets, một trong những phi công giỏi nhất của Ukraine, thiệt mạng. Sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức tư lệnh không quân. Nghị sĩ Ukraine Mariana Pezulea nói rằng máy bay đã bị một tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine bắn rơi do nhầm lẫn. Một quan chức giấu tên của phương Tây cũng nghi máy bay rơi do bị bắn nhầm. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine hoài nghi về giả thuyết trên. Họ lập luận các tổ hợp phòng không do phương Tây viện trợ và máy bay F-16 đã được thử nghiệm cùng nhau trong những điều kiện tác chiến vô cùng phức tạp, nên khó có thể xảy ra sự cố bắn nhầm. Không quân Ukraine cho biết vào thời điểm đó, ngoài Patriot, Kiev còn triển khai nhiều hệ thống phòng không khác, bao gồm các nhóm cơ động trang bị tên lửa Stinger và tên lửa Starstreak của Anh. F-16 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, máy bay có thể mang phóng được nhiều loại bom và tên lửa hiện đại. Mỹ chưa cấp F-16 cho Ukraine, nhưng cho phép đồng minh chuyển chiến đấu cơ này cho Kiev. Các đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp ít nhất 79 máy bay loại này cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại Ukraine dường như mới nhận khoảng 10 máy bay đầu tiên hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9, mạng tin Euronet.org cho biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, dù là đối tác trong nhiều lĩnh vực, lại không hẳn mặn mà khi bàn đến năng lượng và điều này đang tạo cơ hội cho Turkmenistan nổi lên như một bên hưởng lợi chính. Trong bối cảnh chiến lược năng lượng đầy biến động, Trung Quốc có thể đang cân nhắc chuyển hướng sang Turkmenistan để tìm nguồn cung cấp khí đốt bổ sung, nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác khí đốt giữa Bắc Kinh và Moscow. Chỉ vài tháng trước, Nga và Trung Quốc đã tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới mang tên Power of Siberia, kết nối hai nước qua lãnh thổ Mông Cổ. Đường ống này dự kiến vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ phía Tây Siberia đến Trung Quốc, mang lại nguồn thu rất cần thiết cho Nga. Đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang gánh chịu chi phí khổng lồ cho cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy dự án này có thể không diễn ra như kế hoạch. Một quyết định mới đây của chính phủ Mông Cổ không đưa khoản tài trợ cho việc xây dựng đường ống vào kế hoạch kinh tế 5 năm của nước này đã dấy lên những nghi ngờ rằng Trung Quốc đang xem xét lại cam kết Power of Siberia. Sự trì hoãn của dự án đường ống Power of Siberia là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không hoàn toàn không có giới hạn như tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặc dù Trung Quốc đã và đang là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Nga, giúp Moscow vượt qua các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, Bắc Kinh dường như vẫn có những giới hạn riêng trong hợp tác với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Turkmenistan. Các nhà hoạt động đào tạo sinh viên Turkmenistan tại các trường đại học dầu khí hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Dầu khí Bắc Kinh là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng thắt chặt.
Ngoài ra, theo chuyên gia khu vực Alexei Chigadijev, việc xây dựng một đường ống mới kết nối Trung Quốc và Turkmenistan sẽ mang lại nhiều lợi ích chiến lược hơn cho Bắc Kinh so với việc hợp tác với Nga. Trung Quốc sẽ có mức độ kiểm soát lớn hơn đối với đường ống này trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành. Hơn nữa, việc đàm phán với giới lãnh đạo Turkmenistan cũng dễ dàng hơn nhiều bởi nền kinh tế nhỏ và đơn giản hơn. Tính đến năm 2024, Turkmenistan đã vượt qua Nga trong việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, xét về doanh thu. Theo báo cáo từ Sport.uz, Turkmenistan đã trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, với kim ngạch xuất khẩu lên tới 5,67 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nga đang ở vị trí thứ hai với doanh số 4,69 tỷ đô la Mỹ và Kazakhstan đứng thứ ba hơn 730 triệu đô la Mỹ. Con số này cho thấy rõ ràng rằng Trung Quốc đang ngày càng dựa vào Turkmenistan để đáp ứng nhu cầu khí đốt ngày càng tăng của mình. Thay đổi trong chiến lược năng lượng của Trung Quốc có thể xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Nga. Việc hợp tác với Turkmenistan cho phép Trung Quốc có thêm lựa chọn trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đầy biến động. Bên cạnh đó, điều này cũng thể hiện tính toán của Bắc Kinh trong việc duy trì sự cân bằng và linh hoạt trong chính sách năng lượng khi vừa hợp tác với Nga vừa không ngần ngại tìm kiếm các đối tác khác để đảm bảo an ninh năng lượng. Như vậy, những trục trặc trong thỏa thuận khí đốt giữa Nga và Trung Quốc đã mở ra cánh cửa cho Turkmenistan, cho thấy một cuộc cạnh tranh năng lượng đầy phức tạp và chiến lược giữa các quốc gia trong khu vực. Trong khi Nga đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế của mình, Trung Quốc lại đang tận dụng cơ hội để mở rộng quan hệ với các nước cùng cấp khác, đặc biệt là Turkmenistan, để đảm bảo nguồn cung năng lượng đa dạng hơn. Tờ Euronews gần đây đưa tin, các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất châu Âu như Hermitan của Đức, BAE System của Anh, Thales của Pháp và Saab của Thụy Điển đang ghi nhận số đơn hàng kỷ lục khi các đơn đặt hàng vũ khí mới từ các chính phủ tăng vọt. Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ đơn hàng của các tập đoàn quốc phòng châu Âu là sự gia tăng bất ổn địa chính trị do cuộc chiến Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Trước bối cảnh này, các nước bắt đầu gia tăng ngân sách quốc phòng dẫn tới nhiều đơn đặt hàng cho các nhà thầu quốc phòng. Theo đó, Thales, tập đoàn hệ thống điện và quốc phòng của Pháp, gần đây đã báo cáo mức tăng 26% về lượng đơn đặt hàng trong nửa đầu năm, lên tới 10,8 tỷ euro. Điều này đã đưa tổng trị giá đơn hàng của công ty cao kỷ lục mới ở mức 47 tỷ euro. Thales cũng báo cáo lợi nhuận trước lãi vay và thuế EBIT tăng 10,4% lên 1.096 triệu euro trong nửa đầu năm 2024, trong khi doanh số cũng tăng vọt 8,9% đạt 9,5 tỷ euro. Đầu tháng 5 năm nay, nhà sản xuất vũ khí Đức Hermetan cũng thông báo một khách hàng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đặt đơn hàng lớn với số lượng hàng chục nghìn quả đạn pháo. Đơn hàng này sẽ được giao trong khoảng thời gian từ năm nay đến năm 2028. Trong quý 2 của năm nay, các đơn đặt hàng mà Hermetan nhận được lên tới gần 300 triệu euro. Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Anh BAE System cũng đang thu lợi khi các đơn đặt hàng tăng. Công ty gần đây đã tăng hướng dẫn bán hàng sau khi nhận số lượng đơn đặt hàng đã tăng 1,6 tỷ bảng Anh, tương đương 1,89 tỷ euro trong nửa đầu năm, đưa tổng số đơn đặt hàng lên 59,6 tỷ bảng Anh, tương đương 70,34 tỷ euro tính đến ngày 30 tháng 6. Với xu hướng trên, BAE System ước tính mức tăng trưởng doanh số sẽ ở mức từ 12% đến 14% cho cả năm 2024, tăng so với dự báo trước đó là từ 10% đến 12%. Giám đốc điều hành của BAE System, ông Charles Goodburn cho biết, lượng đơn đặt hàng tăng cho thấy nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của công ty vẫn cao và chúng tôi đang ở vị thế tốt để tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Ông Goodburn nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới, cơ sở vật chất và con người để có thể hoàn thành lượng đơn đặt hàng tồn đọng kỷ lục và giúp khách hàng là chính phủ của chúng tôi luôn đi đầu trong một thế giới không chắc chắn. Công ty quốc phòng Thụy Điển Saab gần đây cũng thông báo rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng gồm 10 tàu chiến đấu hải quân từ Cục Quản lý Vật liệu Quốc phòng Thụy Điển. Đơn đặt hàng này trị giá 400 triệu krona Thụy Điển, tương đương 35,04 triệu euro và sẽ được chuyển giao trong những năm tới. Đơn hàng trên cho thấy những nỗ lực tăng cường của Thụy Điển nhằm củng cố khả năng phòng thủ hải quân, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn ở châu Âu. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Saab, ông Michael Johansson, cho biết trong quý 2 năm 2024, công ty đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng lớn là 40 tỷ krona Thụy Điển, tương đương 3,51 tỷ euro, là quý cao thứ hai trong lịch sử công ty. Công ty cũng chứng kiến doanh thu tăng vọt 22% trong quý 2 của năm nay,
thu nhập trước lãi vay và thuế cũng tăng 25%. Các công ty quốc phòng lớn của Mỹ như Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics và RTX cũng dự kiến sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng các đơn đặt hàng của các chính phủ.